mọi người đi Vũng Tàu. Có bao giờ đang bơi bơi như nguyên nhóm bạn, đang ngồi hồi tự nhiên cái chạy quanh kia, đi xa luôn. Trời ơi, sóng gì lớn vậy trời. Đi xa luôn. Hi, welcome to Phoenix Nest. Tụi mình đang ở một hotel ở gần Clearwater. Cái hotel của tụi mình ở là đối diện cái biển Clearwater, một biển rất là nổi tiếng của Florida. Bây giờ tụi mình sẽ đi bộ qua bên đó nha. Trước khi tụi mình đi ra biển thì vô cái market mua một cái chai sunscreen, tại vì bữa giờ đi biển á, hot sunscreen rồi. Mọi người thấy nè, đối diện luôn. Ông chồng hơi kỹ. Thằng nhóc này sáng giờ nó quậy sùm tới lưa, đáng lẽ là đi sớm lắm đó. Biển Clearwater, biển nổi tiếng ở Florida, mình muốn đi lâu lắm rồi. Tại hồi đó chồng mình ở Florida cũng hình như 1-2 năm gì đó, nói là phải đi cái biển này. Bây giờ cuối cùng cũng được đi biển Clearwater. Clearwater có nghĩa là nước trong. Coi cái nó trong coi nào. Nhìn cát nè mọi người, rất là trắng bóc. Wow, cát ở đây là cát đầu tiên mà mình thấy khác rồi nha. Cát trắng mịn, duyệt, không có đá, cát không có hạt to, duyệt. Ủa, đây có mướn lều hả ta? Sao giống Vũng Tàu vậy nè trời. Màu xanh ngọc, đẹp xuất sắc. Ở Cali cũng có biển. Tại sao phải đi biển ở Florida? Tại biển Cali lúc nào cũng lạnh ngắt à, không có xuống được. Ở đây mình xuống được, mọi người thấy nước biển không? Nước biển ở những chỗ khác là màu xanh dương, blue. Còn đây là màu xanh ngọc. Coi nước nè, đáng lẽ là sạch lắm á, tại vì mới có bão ở đây xong cho nên nước nó bị mấy cái rong từ những cái chỗ khác mưa về. Tại bây giờ là đang là mùa mưa, nhưng mà hôm nay may mắn, tưởng hôm nay bữa trưa là mưa đầy luôn đó, mà tụi mình cũng ra đây được, không có mưa. Cái định thích nước lắm, thích biển lắm. Trời ơi, coi dậy tung tăng kìa. Quay. Too far. Xuống đây sợ shark. Sợ cá mập. I thought shark is your friend, Kaden. Oh, nó có cái harbor. Nước cũng ok, không lạnh lắm. You need to float it, Kaden. Oh. Oh. Đó, ẩm xuống nước, bây giờ mới chịu xuống nước. Ôi, bão á, cho nên mới thấy mấy cái này á, chứ không có bão là mấy cái này cũng không có mặt ở đây đâu. Sóng cũng không mạnh lắm. Yeah. I want my body done.
ok. Hỏi thăm chóng mặt không con? Dạ. Dạ. Nghe biết có hiểu không nữa. Anh đừng được gì à? Đừng sao làm gì? Ok, khi đừng có mê. Dạ. Ê, 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 lên mặt mặt luôn. Kỳ công thổi gắn vô tuột ra, tội nghiệp thằng nhỏ. Ở đây có chơi parasailing nè, hình gọi là khinh khí cầu không ta, đông quá trời đông luôn. Bây giờ là giữa tháng 10, mùa học, mùa bão mà còn đông như vậy thì bây giờ nếu mà mùa on season là mùa du lịch thì nó gấp gấp mấy lần ta, gấp nhiều lần luôn á. Yes. Ngoài trời á bây giờ là khoảng 80 mấy 90 độ F, ẩm giống như Việt Nam vậy đó, mà nước cũng ấm cho nên mình mọi người mới thấy mình ở dưới đây. Còn nếu mà ở Cali là không bao giờ thấy mình mặc đồ bơi đâu nha, tại vì nước lạnh, cái gì cũng lạnh hết. Cali thời tiết đẹp ở thôi chứ đi biển là không có gước rồi đó. Mình thấy cá nhiều lắm nha mọi người, cá con giống như là không... rất là nhiều cá. Có bao giờ đang bơi bơi như nguyên nhóm bạn đang ngồi hồi tự nhiên cái chạy quanh kia đi xa luôn. Trời ơi, sóng gì lớn vậy trời, đi xa luôn. What's Hayden? Nãy giờ bơi được gần 2 tiếng. Mọi người nhìn nha, mây đen kéo tới mà chưa muốn đi. Hai má con còn đang phê bơi vui quá chưa muốn đi đó, mây đen kéo tới. Nãy giờ mấy đàn cá nó bơi tung tăng bị mấy con chim thì hốt mấy con tội nghiệp lắm, quá trời hải âu luôn. Rồi có con đại bàng màu xanh lè vô đường. Biển đây tắm rất là sạch, vừa tắm vừa nhớ Việt Nam. Hồi đó mỗi lần đi Vũng Tàu là có xôi mặn, xôi gà bà ngoại làm, rồi ghẹ, cua, đậu hũ, xinh xăm, xinh xáo đồ. Bây giờ đói thì phải chạy về khách sạn kiếm đồ ăn. Ba mình thích đi biển lắm, bởi vì chắc giống ba thích biển. Mệt rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi về khách sạn sửa soạn tắm rửa rồi đi ăn. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. See you. Bye. Yeah, you like the beach here? Yeah, you wanna come back here? Oh, ở đây có cái trolley để đi vòng vòng Clearwater City này chơi nữa nè. Đây là nãy cái market nãy mình đi vô mua. Đâu thấy mưa đâu. Đi chút xíu
cái mây đi luôn, không có mưa. Chắc nó chạy qua bên Tampa, tại vì ở đây gần city Tampa. Ôi. You wanna play with the dolphin right there? You wanna pick it up? Go pick it up. Cái chợ này to lắm. Cái market này, siêu thị chứ hả? Siêu thị này to lắm, bán toàn là đồ đi biển. Tất cả đồ dùng cực kỳ to. Khách sạn mình phải đi ngang qua cái chợ này mình mới được. Không có đường vòng hay sao. Đóng đồ ăn, đói bụng quá rồi. Má ơi, mỗi lần đói bụng mình nhớ má. Rồi, đó là hotel của mình ở đó. Spring Hill Suite Residence Inn Marriott. Chỉ bất tiện là cái hotel này á phải valet parking không à. Nó mới cho mình tự park. Nè, người ta mướn xe đi vòng vòng city chơi cũng vui. Rồi có mấy quán bar để buổi tối. À, hotel của mình nó có live music buổi tối. Mình nhìn xuống, ca hát nhảy múa tới khuya, vui lắm. Như Coco Bar. Ok. Hotel có cái tiệm gift shop nữa nè. Ồ, có cho mướn xe đạp, có cho mướn xe đạp đi vòng vòng nữa kìa. 29 đồng cho 24 tiếng. Cũng ok. Are you hungry? Are you hungry? Yes, you are. Yes, you are. I'm not. You not hungry? Are you cold? Are you ready to shower? Warm shower. Say bye, everyone. Lạnh rồi. À, trong khách sạn có pool nữa nè. Rồi kế bên là cái này nó gọi là cái gì sea view houses. Ngay kế sát biển luôn, mấy nhà này mắc. Yes. Lý do mình không có muốn quay cái phòng mình tại vì nó rất là bừa bộn, sùm trời đất trồ hết á. Rất là thấy ghê. Phòng đẹp chứ nhưng mà bừa quá. Cho nên rất. Đó cái phòng, cái hotel. À, cái phòng mình nhìn xuống. Cái đó là bao ngoài trời có live music, nhạc sống. Ừ. Đó là biển. Hồi nãy mình mới đi đó, bên kia đó là biển bên đó. Rồi. Bye again. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Phụng nha. Bye.